Thưa quý vị và các bạn, Phúc Thọ là một huyện thuần nông của thành phố Hà Nội. Vì vậy, để phát triển kinh tế nông nghiệp là rất tốt, nâng cao thu nhập cho người dân luôn được địa phương này chú trọng và quan tâm. Với lợi thế có nhiều sản phẩm nông sản đã có thương hiệu và được người tiêu dùng biết đến, thì vừa qua huyện Phúc Thọ đã tổ chức hội chợ xúc tiến thương mại doanh nghiệp nhỏ và vừa, chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2018. Mục đích là nhằm kết nối với các doanh nghiệp để liên kết bao tiêu đầu ra cho người nông dân. Hợp tác xã này mỗi ngày cung ứng ra thị trường khoảng 7 tấn rau củ an toàn. Nhưng đầu ra chủ yếu phụ thuộc vào thương lái. Thu nhập của các thành viên trong hợp tác xã cũng bấp bênh theo giá cả thị trường. Chính vì vậy, họ đã tìm đến hội chợ xúc tiến lần này với mong muốn tìm kiếm được doanh nghiệp để liên kết tiêu thụ sản phẩm. Mặc dù là sản xuất Việt Gáp nhưng mà cũng giá cả của nó cũng chưa được đáp ứng với cái tiêu chuẩn Việt Gáp. Thì vẫn phụ thuộc vào giá cả và thương lái họ trả. Thế nên là chúng tôi cũng mong muốn là làm sao là các doanh nghiệp về để kết nối để giúp đỡ bà con bao tiêu cái sản phẩm. Là doanh nghiệp đang phát triển thị trường tại miền Bắc và đã có nhà máy xử lý trứng gia cầm công nghệ cao tại huyện Phúc Thọ hoạt động bài bản từ đầu năm 2017. Hiện công ty Ba Huân cung ứng ra thị trường miền Bắc hàng trăm nghìn quả trứng sạch một ngày. Nhận thấy nhu cầu sử dụng thực phẩm sạch của người dân ngày càng cao, tới đây doanh nghiệp này sẽ tiếp tục đẩy mạnh liên kết chuỗi với nông dân. Chúng tôi đồng hành cùng với bà con nông dân, hướng dẫn, tập huấn cho bà con nông dân và giám sát quy trình xử lý, giám sát quy trình chăn nuôi và những quả trứng đó thì sẽ được đưa về tiêu thụ. Huyện Phúc Thọ có nhiều sản phẩm nông nghiệp có thương hiệu như bưởi, chuối, rau an toàn, các sản phẩm làng nghề như cà dầm tương, tương nếp Tam Hiệp. Với quy mô 350 gian hàng, hội chợ lần này sẽ là dịp để những nông sản, làng nghề trên địa bàn huyện có cơ hội giới thiệu, quảng bá đến người tiêu dùng thủ đô và các tỉnh lân cận, cũng như các doanh nghiệp muốn đầu tư vào nông nghiệp. Chúng tôi đã một là mời gọi đầu tư các doanh nghiệp, thứ hai là chỉ đạo để phát triển các hợp tác xã chuyên theo luật hợp tác xã năm 2012 và đến nay huyện đã có trên 10 hợp tác xã như vậy. Thứ ba là chúng tôi thực hiện cái truy xuất nguồn gốc, cái mã QR code để thực sự là sản phẩm nó có nguồn gốc xuất xứ sản xuất để người tiêu dùng yên tâm. Hội chợ xúc tiến thương mại doanh nghiệp nhỏ và vừa chung tay xây dựng nông thôn mới huyện Phúc Thọ lần thứ 2 năm 2018 sẽ kéo dài đến ngày 9 tháng 12 năm 2018.